Thả Thí thiên hạ. Bộ phim truyền hình này được truyền thể từ tiểu thuyết nổi tiếng trên mạng với sự tham gia của Dương Dương và Triệu Lộ Tư, hai diễn viên trẻ được nhiều fan kỳ vọng và hai diễn viên Trương Phượng và Lý Nhược Đồng trong vai phụ. Dựa trên các đoạn giới thiệu cuối cùng đã được công bố cho đến nay, bộ phim truyền hình này có tác động lớn về mặt hình ảnh và nó sẽ là một bộ phim truyền hình nổi tiếng với hình ảnh và hiệu ứng đặc biệt. Nội dung tóm tắt của bộ phim truyền hình Thả Thí Thiên Hạ rất đơn giản. Bộ phim kể về câu chuyện của Hắc Phong Tức xinh đẹp do Dương Dương đóng và Bạch Phong Tịch do Triệu Lộ Tư đóng người cùng chung tay trong truyền thuyết về tình yêu võ thuật. Sau 10 năm, sống như oan gia ngõ hẹp, cãi lộn lẫn nhau thì trong họ đã nảy sinh tình cảm với đối phương, và sau một cuộc chiến, Hắc Phong Tức cuối cùng cũng nhận ra tấm chân tình của Phong Tịch và dốc hết sức tu luyện để cứu Bạch Phong Tịch. Kết hợp với tiểu thuyết gốc, bộ phim truyền hình này kể về câu chuyện của anh hùng và nữ anh hùng hợp sức để chinh phục thế giới. Nội dung của những câu chuyện như vậy khi đặt trong tiểu thuyết trên mạng là hình mẫu rất điển hình của võ hiệp, huyền huyễn và ngôn tình. Tuy nhiên, trong phim truyền hình trực tuyến hiện nay, việc tự gọi mình là phim giả tưởng là điều rất cấm kỵ vì nếu là phim giả tưởng nghĩa là tình tiết lan man không có gì mới mẻ để nói bộ phim truyền hình thả thi thiên hạ tự định vị là võ thuật tình yêu và truyền thuyết thật ra nếu chỉ nói về võ công nếu chỉ đọc tiểu thuyết online thì quả thực không thể gọi là võ hiệp bởi đối với thế hệ độc giả lớn tuổi tiểu thuyết của ông jin yong tuy hào hùng nhưng không sáo rỗng mà chính là võ hiệp giống như phim này vẫn còn một chặng đường dài phía trước của võ thuật võ thuật của jin yong mang tính thực dụng về gia đình và thế giới còn thả thì thiên hạ chỉ thực dụng về tình yêu, thiếu vắng thêm tình cảm gia đình, đất nước. Tất nhiên, nói chuyện với trẻ về tình cảm gia đình, đất nước, chắc trẻ sẽ không hiểu. Kể từ ngày ra đời, tiểu thuyết trên mạng đã được các em học sinh cấp 2 đến đọc sách và không gặp trở ngại nào về mặt thẩm mỹ.